đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dân quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng. Nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Forward Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, ngày 27 tháng 2 năm 2016, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowerTalk. Để bắt đầu cho chương trình Tư Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý khán thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh. Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô. Dạ chào chú, hôm nay trời đẹp quá phải không chú? Hôm nay trời đẹp nhưng trong đôi mắt tôi thời tiết này không phải là tất cả. Dạ, dạ vâng. Và chắc là cô cũng biết về lý do như thế nào rồi. Chúng ta đang vào cuối tuần của tháng 2 năm 2016, thưa cô Nam Phương. Dạ. Cô hỏi tôi hôm nay tôi có nói chuyện xuân nữa hay không? Còn chứ, nói chứ. Dạ vẫn còn xuân phải không chú? Tháng giêng là tháng vui xuân. Dạ. Mà hôm nay mới là ngày 20 của tháng giêng âm lịch nên ta phải chơi xuân kẻo hết xuân đi. Cái già sồng sọc nó thì kéo sau. Ai cũng sợ già thưa cô. Vì già không chỉ xấu xí mà còn chờ đón một vị khách mời. Mình không muốn mà đến đó là tử thần. Sợ già nên người ta muốn trẻ hóa chính mình. Các ông thì bằng cách nhuộm đầu, nhuộm tóc, trồng răng. Các bà thì bơm chỗ này, đắp chỗ kia. Và dùng đủ mọi thứ mỹ phẩm để che mắt thế gian. Sợ già nên người ta nhiều khi phải tự khôi hài, tự an ủi và tự đánh lừa chính mình. 45 chưa phải là già. 50 là tuổi vừa qua dậy thì, 55 hết tuổi thiếu nhi, 60 là tuổi mới đi vào đời, 65 là tuổi ăn chơi, 70 là tuổi yêu đời yêu hoa, 75 mới bắt đầu già, 85 90, dáng vừa 100 năm. Thưa cô, người ta bảo chúc nhau sống thọ tức là chúc sống già. Không lẽ người ta chúc nhau khổ, sống thọ là sống lâu, muốn sống lâu thì phải già, già là sướng chứ đâu có khổ. Thế mà tại sao ai cũng than khổ? Nói gì thì nói, làm gì thì làm. Chẳng ai níu kéo được thời gian, chúng ta hoàn toàn bất lực, vì chúng ta không thể làm cho một sợi tóc trắng hóa đen. Tôi muốn đem câu chuyện của người không còn rất trẻ này nói với một người đang còn rất trẻ, xem có điều gì suy nghĩ khác biệt với nhau hay không. Trước khi chúng ta bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay, tôi xin phép cô để gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của đài
Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn hệ thống YouTube Hoàng Vinh và tất cả những người bạn thân mến của tôi đang theo dõi trực tiếp chương trình này tại Huế, Sài Gòn và Hà Nội. Thưa cô Nam Phương, đối với con người, sự khôn ngoan còn quý hơn tóc bạc. Sự khôn ngoan được tìm thấy ở những người trẻ có lòng với dân, với nước ngày hôm nay. Khôn ngoan là một nhân đức thực sự cần thiết trong cuộc sống, cả xã hội và tâm linh. Từ thành phố Dallas bên đi biển, tôi, Phan Đình Minh, người không còn già trẻ, xin gửi lời chào đến bên nơ biển. Một người bạn khôn ngoan, đang còn rất trẻ, là luật sư Hà Huy Sơn. À, vâng, chào anh Phan Đình, tôi nghe được ạ, nghe tốt anh ạ. Luật sư làm cho tôi đang giới thiệu, tôi là người không còn trẻ lắm. Xin gửi lời chào đến người còn đang rất trẻ, là luật sư Hà Huy Sơn, để chúng tôi lại mất đường dây với ông. Hiện tại ông đang ở Hà Nội, ở đâu thưa luật sư Hà Huy Sơn? Vâng, tôi đang ở Hà Nội mà cũng không hiểu tại sao lại không thể không nhận được liên lạc của anh. Vâng. Chúng ta cứ để những cái chuyện không hiểu đi, nó sẽ xảy ra những cái chuyện không hiểu, đôi khi chúng ta đang nói chuyện với nhau. Nhưng tôi xin phép được hỏi tiếp tục là thời tiết Hà Nội tốt không ông? Tối nay tốt không? Thời tiết Hà Nội tối nay thì nó khoảng độ 14 đến 15 độ, cũng lạnh so với người Hà Nội, nhưng mà nói chung là thời tiết là đẹp anh ạ. Trước khi chúng ta tiếp tục câu chuyện nữa, tôi xin phép được lập luận với tôi và luật sư như thế này. Luật sư và tôi được ban cho sự nhận thức về định mệnh của chính mình. Chúng ta chưa bao giờ tự hạ thấp bản thân. Chúng ta chưa bao giờ đánh giá mình theo tiêu chuẩn của người khác. Chúng ta luôn trông đợi nhiều ở chính mình. Và nếu chúng ta thất bại, chúng ta thất bại với chính mình. Không ai có thể làm cho chúng ta cảm thấy mình thấp kém nếu chúng ta không cho phép họ, và cái điều đó, nó thật là đúng giữa tôi và ông. Bước vào cuộc đời là bước vào cuộc chiến. Thưa ông, tôi biết luật sư Hà Huy Sơn vẫn còn trẻ. Trong những thời gian ngày tháng còn trẻ, sau khi học xong trung học, sau khi học xong đại học, sau khi ra hành nghề luật sư, ông có điều gì suy nghĩ, ông có những ước mơ gì, ông có những tâm tình gì không, thưa luật sư Hà Huy Sơn? Vâng. Tôi cũng có cái tâm tình khi tôi sống trong cái chế độ xã hội chủ nghĩa thì tôi được học trường phổ thông rồi học ở trường đại học. Thì tôi được nghe giảng về cái chủ nghĩa xã hội nó rất là tốt đẹp. Nhưng trong khi mà tôi học đến năm thứ hai của đại học thì tôi bắt đầu có những cái câu hỏi và tôi thấy rằng chủ nghĩa xã hội nó là cái gì mà nó không hiện thực. Và tôi tìm đến một cái xã hội là một cái xã hội dân chủ. Và bây giờ cái lý tưởng của tôi cũng là đấu tranh cho một cái xã hội dân chủ. Thưa luật sư, chắc chắn nếu mà nói về cộng sản, ông đã học. Tôi không học về cộng sản, tôi chỉ cảm nhận được cái sự đau khổ khốn nạn của cuộc đời tôi. Tôi chỉ cảm nhận cái sự đau khổ khốn nạn của những người đồng bào Việt Nam tôi. Tôi chỉ cảm nhận những sự khốn nạn đau khổ của những người bạn đồng đội của tôi. Nếu đi ngược lại dòng lịch sử, tôi không nói cần phải nói nhiều làm cái gì. Karl Marx là người đưa ra chủ thuyết chưa được 200 năm. Ông ta lớn lên như một Kitô hữu và một học giả về Kinh Thánh. Nhưng sau này chính hắn lại chống lại Chúa Kitô và chính hắn đã trở thành những kẻ thờ ma quỷ. Anh ta đã dành lại cả cuộc đời để trở thành kẻ thù của Thiên Chúa Giáo. Một kẻ trở thành kẻ thù với Thượng Đế thì có thể đưa ra một chủ nghĩa cho con người theo được hay không, thưa luật sư Hà Huy Sơn? Thưa với anh là tôi được học ở trong trường và từ trước đến nay cho đến tận bây giờ thì tôi cũng chưa tìm được một cái, tức là Marx, Lenin, các ông ấy cũng chưa có một cái khái niệm nào là chủ nghĩa xã hội là gì cả. Và sau Marx là ông Lenin thì chúng tôi có học được, ông ấy đưa ra một cái khái niệm là chủ nghĩa xã hội, tức là chính quyền chuyên chính vô sản. Cộng với cơ khí hóa, điện khí hóa. Nhưng mà theo tôi hiểu thì đây nó cũng không phải là một cái khái niệm,
mà cái ông nêu ra thì nó có hai vế, là chủ nghĩa xã hội là cái chính quyền chân chính vô sản cộng với cái năng suất lao động cao, tức là theo tôi hiểu là như vậy. Nhưng mà các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu lịch sử cũng đã chứng minh rồi, thì cái năng suất lao động của các cái nước ở Đông Âu thì nó quá thua kém, tức là thì cái vế thứ hai thì nó không đúng về cái định nghĩa của Lenin đưa ra. Mà cái vế thứ nhất thì tôi thấy nó đúng, tức là các nước Đông Âu, các nước xã hội chủ nghĩa, nó bản chất của nó là chế độ chuyên chính vô sản, hay hiểu theo cái nghĩa ngắn gọn, tức là cái sự một chính quyền dùng bạo lực để tức là số ít mà chấn áp đa số. Đấy là cái chủ nghĩa xã hội theo tôi hiểu mà như Lenin đưa ra, và thực tế ở Đông Âu nó là như vậy. Và tôi thấy rằng là cái điều này nó trái với cái quy luật của tự nhiên, và lịch sử nó chứng minh rằng là cái chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu nó đã sụp đổ. Và tôi cho rằng là một cái chế độ nào mà dựa trên cái nguyên lý là dùng bạo lực của thiểu số để mà chấn áp đa số thì là một cái chế độ đi ngược lại được cái quy luật phổ quát của nhân loại, thì cái chế độ đó nó không có tương lai như là các nước Đông Âu đã chứng minh. Thưa luật sư Hà Huy Sơn, người ta thường đi hai chữ ghép liền với nhau là chủ nghĩa Mác Lênin. Không, Lênin không có chủ nghĩa. Mác có chủ nghĩa, Lênin không có chủ nghĩa. Lênin tiến tới các ý tưởng chủ nghĩa của Mác để hứa với người dân Nga rằng họ sẽ được thành công, họ sẽ được hơn sung sướng hơn so với chế độ Nga Hoàng Crisis. Ông vừa mới nói đúng. Sau khi Lenin và Stalin làm cho chính phủ thậm chí còn mạnh hơn và áp lực mạnh hơn nữa so với các chế độ Nga Hoàng, hai tay này Lenin và Stalin đã bán cộng sản cho người Nga. Tuy nhiên sau khi dân Nga nhận ra giá trị của chủ nghĩa, không phải Lenin hay không phải Stalin đã giao những điều mà hắn ta hứa cho dân Nga, định nghĩa như những điều mà luật sư vừa mới nói, và nếu theo đúng như Marx suy nghĩ thì theo chủ nghĩa cộng sản không cần phải có một chính quyền, không cần phải có một đảng cầm quyền. Và nếu suy nghĩ như vậy thì trên hành tinh trái đất này không có đảng cộng sản, không có quốc gia cộng sản, không có quốc gia nào gọi là quốc gia cộng sản cả. Và cái điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không? Vâng, thưa anh thì chúng tôi khi ở nhà trường mà chúng tôi cũng được giáo dục chủ nghĩa cộng sản, tức là cái giai đoạn chủ nghĩa xã hội chỉ là quá độ chủ nghĩa cộng sản, tức là tiến tới là cái xã hội nó không còn có giai cấp và xóa bỏ nhà nước, thì lúc học thì chúng tôi thấy nó rất hay, nhưng mà qua cái thực tế thì tôi thấy rằng cái điều này nó không hiện thực, hay nói cái khác đó là không tưởng theo nhận thức của tôi về chủ nghĩa cộng sản mà các Marx đưa ra nó là không được theo nhận thức của tôi. Ở Việt Nam nơi luật sư đang sống, những cái định nghĩa của luật sư là đúng đấy. Bây giờ tôi cứ gọi là một nước cộng sản đi, nói cho đúng, một nước cộng sản, một xã hội cộng sản, nơi mà những người cộng sản được sống như vua, còn những người dân có thể người dân trong đó có luật sư Hà Huy Sơn được phân phối nghèo khó đồng đều. Được phân phối nghèo khó đồng đều. Nhắc đến cộng sản, luật sư cho phép tôi phải nhắc đến là những tên trùm này: Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh. Chúng đã giết hàng triệu công dân của mình, hàng triệu công dân của mình trên đất nước mình, nhân danh chủ nghĩa cộng sản. Nói về cộng sản chủ nghĩa thì nó bao quát quá. Bây giờ tôi nói về nơi ông ở đi. Trong cái chủ nghĩa cộng sản nơi ông đang ở đã có hơn một nửa năm, tôi mới được
tâm tình lại với người bạn trẻ rất khôn ngoan Hà Huy Sơn. Tôi nói với ông, tôi lập luận với ông ban đầu là chưa bao giờ chúng ta tự hạ thấp bản thân mình. Chưa bao giờ chúng ta đánh giá mình theo tiêu chuẩn của người khác. Từ một nửa năm chúng ta mới gặp lại nhau, ông có bao giờ ông đã gặp những cái tiêu chuẩn người khác bắt ông phải đánh giá trị của ông theo người ta hay không? Tôi rất là vui là vì có thể ông chưa bị người ta giũa te tua, đánh bể đầu, phù mỏ như những người luật sư khác. Có điều gì cần nói về Hà Huy Sơn trong nửa năm qua thưa luật sư? Vâng, thì thứ nhất là tôi làm nghề luật sư thì là được nhà nước cấp thẻ, và cái nguyên tắc hành nghề của chúng tôi thì và cũng cái thứ hai hoặc là công dân thì chúng tôi cũng phải chấp hành cái pháp luật là hiện hành thôi. Còn cái pháp luật đấy nó có thể có những cái điều nó vô lý hay sai trái thì đó là cái việc khác, nhưng cái việc trước tiên là chúng tôi bản thân tôi là phải chấp hành nó. Và còn ở như trong cái thực tế thì bất cứ một cái công dân nào cũng có thể là xảy ra cái chuyện mà bị đối xử oan trái, bị bắt oan hay là bị hành hung thì nó cũng đã từng xảy ra. Và trong tương lai thì tôi nghĩ rằng là cái điều đó nó cũng chưa có cơ sở để mà chấm dứt, và cả đối với tôi cũng không nằm trong cái ngoại lệ như vậy. Thưa câu trả lời của luật sư, tôi xin được suy nghĩ tâm tình của tôi với ông là đối với những người sống tại Việt Nam như luật sư, nơi mà mọi thứ dường như mong manh, chỉ có một điều chắc chắn với luật sư là những người Việt Nam tại hải ngoại luôn mãi là bạn, là đồng hương, là đồng bào, là đồng chủng của những người trong nước như luật sư. Vượt qua mọi ngôn từ, thời gian, khoảng cách, ông và tôi đã quen biết nhau, ông biết, ông hiểu. Người Việt tại hải ngoại cũng như chương trình Từ Cánh Đồng Mây đã và đang làm điều này. Sự tự tin là điều kiện đầu tiên để làm cho luật sư có thể làm được những việc lớn. Trong nửa năm qua, có điều gì lớn đối với cá nhân ông làm được hay không? Có một điều lớn nhất, tôi nghĩ là ông không phải nó không làm được đâu. Người ta không cho ông làm, là một luật sư. Nói đến chuyện Ba Sàm, nói đến chuyện Nguyễn Văn Đài, những cái chuyện đó ông có thể ông làm được chứ. Tại sao ông không làm được? Tại sao ông không làm được? Vâng, thưa anh, là trong cái năm vừa rồi thì có một cái sự kiện đối với người dân Việt Nam, tức là Đảng Cộng sản cũng đã vừa mới tổ chức cái đại hội lần thứ 12, tức là người ta cũng đã thay đổi những cái nhân sự mới. Thì tôi không là một đảng viên, nhưng mà theo cái hiến pháp Việt Nam thì người ta vẫn quy định là Đảng Cộng sản là lãnh đạo xã hội, lãnh đạo nhà nước, tức là tóm lại là tôi vẫn phải bị chịu cái sự chi phối của Đảng Cộng sản dù muốn hay không muốn. Nên tôi cũng quan tâm theo cái góc độ là nó ảnh hưởng đến mình là như vậy. Và cái đại hội vừa rồi thì cái tổng bí thư mới được bầu thì là ông Nguyễn Phú Trọng, thì cũng vẫn là cái tổng bí thư cũ thôi, nhưng mà là cái người lại được bầu lại. Thì ông ấy có nói một cái câu rằng là sau cái đại hội tới này thì người ta sẽ phải lập lại cái kỷ cương xã hội. Thì tôi thấy rằng là ông ấy nói thế, là một luật sư tôi cũng thấy cũng rất là khó hiểu, tức là không biết là ông lập lại cái kỷ cương xã hội bằng cách là dựa theo cái nghị quyết chỉ thị của đảng, hay là ông ấy sẽ thực hiện yêu cầu nhà nước thực hiện cái tốt
thực hiện nghiêm chỉnh hay nói là thực hiện đúng cái pháp luật mà họ đã ban hành. Cái vế thứ nhất là nói rằng là nếu mà dùng các cái nghị quyết đường lối của Đảng để mà quản lý xã hội, quản lý nhà nước thì tôi cho rằng là nó không có cái cơ sở, tức là cái này nó không thể thay thế được cho pháp luật. Mà tóm lại nếu mà dùng pháp luật thì như cụ thể trong cái nghề nghiệp của tôi thì tôi là luật sư cho kênh Nguyễn Hữu Vinh, thì tôi thấy là trong cái vụ án này người ta vi phạm một cách ngang nhiên các cái quy định của tố tụng hình sự. Tôi là luật sư thì tôi đã có kiến nghị đề nghị rất rõ ràng, nhưng mà các cái cơ quan pháp luật, cơ quan tiến hành tố tụng thì người ta cũng chả thấy có cái thay đổi hay là phản hồi gì cả. Thì tôi thấy rằng là không biết là cái lập lại kỷ cương xã hội của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nó là như thế nào. Rồi còn cái trường hợp thứ hai như anh nói tới là luật sư Nguyễn Văn Đài, thì ở Hà Nội thì tôi cũng đã có một số lần được tiếp xúc và gặp luật sư Nguyễn Văn Đài. Thì tôi thấy luật sư Nguyễn Văn Đài là một người đấu tranh rất là ôn hòa, bất bạo động, và luật sư Nguyễn Văn Đài cũng ủng hộ cho những cái tiến trình tiến bộ, những cái quy định về cái hội nhập của Việt Nam. Thì cụ thể như là luật sư Nguyễn Văn Đài cũng là người tích cực ủng hộ cho cái TPP và Hiệp ước Thương mại Xuyên Thái Bình Dương mà Việt Nam là ký là thành viên. Thì tôi thấy rằng một điều như thế là luật sư Nguyễn Văn Đài cũng được các cái đại sứ quán, các cái tổ chức quốc tế tiếp xúc nhiều, và nhiều khi cái nước văn minh đã mời gặp luật sư Nguyễn Văn Đài ở Hà Nội. Thì tôi có một cái điều băn khoăn là không lẽ lý do gì các nước văn minh người ta gặp luật sư Nguyễn Văn Đài mà luật sư Nguyễn Văn Đài lại là một người xấu hay là một người vi phạm pháp luật Việt Nam. Tôi cũng là luật sư cho bảo vệ cho luật sư Nguyễn Văn Đài, nhưng mà vì luật sư Nguyễn Văn Đài bị truy tố ở cái điều 88 của điều tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam, nên trong hiện nay là trong giai đoạn điều tra nên tôi chưa được tiếp xúc, lên tôi chưa biết rằng là luật sư Nguyễn Văn Đài là bị vi phạm một cái điều gì cả. Thưa anh, tức là nói ra thì nó dài quá, nhưng tôi dẫn chứng ra những cái trường hợp cụ thể mà liên quan đến nghề nghiệp của tôi thôi anh nhỉ. Thì tôi muốn chia sẻ với anh cái tình hình sau cái đại hội 12 của Đảng Việt Nam. Thì xã hội Việt Nam tôi thấy không có gì thay đổi so với trước nữa. Luật sư phải đồng ý với tôi là Đảng sẽ không bao giờ được ai ưa chuộng nếu Đảng vẫn còn lừa dối gạt chính mình. Dù có đại hội 13, 14, 15, 16 gì nữa. Ông Nguyễn Phú Trọng mà luật sư vừa mới nhắc lại, là ông ta lập lại kỷ cương, chắc là tôi sẽ nhờ luật sư nhắc lại chứ kỷ cương đấy. Kỷ cương là cái gì? Kỷ cương là đối với Nguyễn Phú Trọng, và đối với cá nhân tôi lập luận, tôi định nghĩa là anh ta vẫn chưa trưởng thành, dù rằng anh ta trẻ, bây giờ già, và cũng sắp chết rồi, vẫn chưa trưởng thành, vì anh ta vẫn lừa gạt, dối gạt chính mình còn không có kỷ cương, thì làm sao nói chuyện kỷ cương và luật pháp. Kỷ cương và luật pháp áp dụng cho ai? Khi ông Trọng có nói như vậy là áp dụng cho luật sư Hà Huy Sơn, áp dụng cho 90 triệu người dân, chứ chắc chắn không phải là áp dụng cho 4 triệu rưỡi hay 5 triệu người đảng viên Đảng Cộng sản. Điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không? Thưa anh, tôi cũng hy vọng rằng là luật pháp mà được nhà nước ban hành thì áp dụng cho người dân cũng đã là một cái điều rất tốt rồi. Nhưng mà như cái điều mà tôi nói ở trên thì luật pháp, các cái cơ quan thi hành pháp luật và nhiều khi là cũng còn không thực hiện đúng cái pháp luật mà do nhà nước ban hành. Tôi với luật sư chúng ta đang nói chuyện với nhau cách nhau một nửa vòng trái đất.
Nếu có bay máy bay nhanh lắm, từ đây này, máy bay của ngày xưa tôi bay thì không có khả năng như vậy. Có bay trực tiếp từ đây sang đến ông cũng mất 20 tiếng đồng hồ. Nhưng tôi với ông nhiều khi tôi đang nói chuyện với ông, tôi bịt mắt, tôi nhắm mắt lại để dùng tâm mà nhìn. Nhiều khi tôi đang nói chuyện với ông, tôi bịt cái tai tôi lại bằng cái ống nghe để dùng tâm mà nghe. Và chắc chắn là nhiều khi tôi im lặng, tôi bịt miệng tôi lại để dùng cái tâm mà nói, cũng như ngược lại. Tôi nghe ông dùng cái tâm và ông đang nói những cái điều tâm tình rất là quý mến đối với chúng tôi, người đồng bào tại hải ngoại. Ông, ngoài việc ông luật sư Nguyễn Văn Đài, còn có một người bạn rất là thân mến, ông biết, tôi không biết là ông có phải là luật sư của ông sĩ quan này hay không. Tôi vẫn nhắc đến chúng ta Trần Anh Kim, cả hai người này đã bị bắt giam cả hàng 4-5 tháng gì rồi. Vợ con không được gặp, luật sư không được gặp. Thế này là thế nào? Có phải là kỷ cương, có phải là luật pháp hay không, thưa luật sư Hà Huy Sơn? Dạ, trường hợp của chúng ta quân đội Trần Anh Kim thì tôi không là luật sư cho ông Kim. Nhưng theo như báo chí mà tôi được biết thì là ông Kim là bị khởi tố theo cái điều 79 từ điều tội lật đổ chính quyền. Thì theo như cái bộ luật tố tụng Việt Nam thì cũng giống như là trường hợp Nguyễn Văn Đài, tức là nó thuộc cái trường an ninh, những cái tội thuộc trường an ninh quốc gia, thì luật của Việt Nam là trong cái giai đoạn điều tra là người ta không cho luật sư tiếp xúc với người bị bắt này. Thế là cái luật Việt Nam nó quy định như vậy nhỉ? Có nghĩa là trong có thể trong vòng 1 tháng nữa, 6 tháng nữa, hay 1 năm nữa, ông cũng không, ông là luật sư cũng không được quyền liên lạc với những người thân chủ của ông. Có đúng không, thưa luật sư Hà Huy Sơn? Vâng, theo luật thì người ta quy định là cái thời hạn điều tra là 4 tháng, nhưng người ta có thể gia hạn đến 2 lần, rồi là trong cái quá trình điều tra, kết thúc điều tra xong họ chuyển hồ sơ cho viện kiểm sát, thì còn nhiều cái thủ tục mà người ta không cấp giấy chứng nhận cho luật sư, rồi người ta trả hồ sơ đi, trả hồ sơ lại, thì có thể là đến cả 10 mấy tháng luật sư cũng không gặp được thân chủ của mình, theo những cái quy định của pháp luật này, Việt Nam hiện nay. Một nước có pháp luật mà không theo pháp luật, một đảng theo chủ nghĩa cộng sản mà không theo chủ nghĩa cộng sản, thì thưa luật sư, tôi xin phép ông khôn ngoan hơn tôi, thì tôi gọi cái nước đó là nước gì, thì tôi gọi cái đảng đó là đảng gì? Ông đừng cười. Tôi hỏi công ngớ ngẩn nhưng mà tôi phải hỏi thôi. Vâng. Ông trả lời tôi đi, tôi xin lỗi luật sư. Dạ. Nhắc lại thì cái lời của anh ấy, tức là một nước mà nếu mà một nước một có luật mà không tuân theo pháp luật ấy, thì tôi có thể hiểu đấy là một cái xã hội mà vô chính phủ ấy. Nhưng mà thực ra là nó cũng có cái luật của nó, nhưng cái luật này nó không phải là cái luật công khai mà dân dã người ta gọi là luật rừng, hay là cái luật ngoài luông thì đó nhỉ. Ông học Marx Lenin, tôi không học Marx Lenin, tôi xin lỗi. Ông học thì ông biết là chủ nghĩa cộng sản là một xã hội không cần có một chính phủ, thậm chí không cần có nhu cầu để có một chính phủ. Nó không phải là một chính phủ. Nó là đảng cộng sản mà nó không theo cộng sản, nó không theo cái chủ thuyết của Marx, thì làm sao lại gọi là đảng cộng sản được? Thì nếu mà không có, tôi xin lỗi ông cứ trả lời tôi đi, tôi không biết chữ nhiều như ông. Nếu không phải là một đảng cộng sản thì là đảng gì? Ngay như tôi thấy cái khái niệm mà chuyên chính vô sản ấy, thì tức là người ta nói là dùng bạo lực của giai cấp công nhân rồi giai cấp nông dân để mà chấn áp lại một cái thành phần còn lại của xã hội, thì tôi thấy thực tế nó cũng không đúng. Như các nước Đông Âu thì chính các nước Đông Âu thì người công nhân cũng lại bị chính
chính quyền của họ chấn áp lại họ, thì tôi hiểu rằng là các cái nước cộng sản ở Đông Âu nó chỉ là cái số ít, tức là cái số thiểu số mà dùng bạo lực để chấn áp lại toàn xã hội. Thì tôi hiểu cái sự ở Đông Âu nó là biến tướng nó là như vậy. Thưa luật sư Hà Huy Sơn, Đông Âu hay là Á Âu, Á Châu gì nó cũng vậy thôi. Những tên chùm theo chủ nghĩa cộng sản, tôi vừa mới lập Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh là những người tôi biết, còn nhiều nữa, nhưng mà tôi nhớ những tên này. Tiền, theo chủ nghĩa cộng sản, vì tiền và quyền đi cạnh nhau, từ quyền chuyển sang tiền, và có tiền thì có quyền. Thì suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không? Vâng, tôi cũng cơ bản là đồng ý với anh là như vậy. Trong một cái xã hội mà không văn minh ấy, thì tiền quyền nó vừa là động cơ vừa là phương tiện của nhau. Mùa hè năm vừa bây giờ, ông Nguyễn Phú Trọng, viên chức Nguyễn Phú Trọng, sau này tôi tỏ ra lịch sự hơn với Nguyễn Phú Trọng theo lời yêu cầu của Đại tá Công an Nguyễn Đăng Quang. Chúng ta không nên gọi hắn là một người tên là Trọng Lũ. Nhưng mà tất cả những người trí thức, khôn ngoan trong Hà Nội đều gọi hắn là Nguyễn Phú Trọng Lũ. Tôi sẽ không gọi như vậy. Nhưng mà tôi mới đặt câu hỏi là mùa hè năm vừa bây giờ, ông viên chức Nguyễn Phú Trọng có ra một cái gọi là phê và tự phê để chỉnh đốn đảng, để tiếp tục tồn tại và tiếp tục độc quyền lãnh đạo. Và bây giờ ông lại ra một cái tiêu chuẩn nữa là chúng ta phải đi lập lại theo kỷ cương của đảng, phê và tự phê và theo kỷ cương của đảng. Những cái điều này nó có đi làm việc song hành với nhau hay không? Nó có đi song hành với nhau không, thưa luật sư Hà Huy Sơn? Tôi thấy rằng là bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam thì từ xưa đến nay thì họ cũng vẫn nhất quán, mà họ cũng không có cái gì về cơ bản là thay đổi cả, nên tôi cho rằng là cái cá nhân cũng không có cái quyết định gì. Rồi là ông nào đứng vào cái vị trí của Tổng Bí thư thì người ta cũng vẫn thể hiện cái bản chất của cái Đảng Cộng sản thôi. Thì tôi thấy rằng là họ cũng không có cái gì là mới về mặt sách lược hay là phương pháp nữa, có thể nó chỉ khác nhau về cái hình thức hoặc là cái tên gọi theo từng giai đoạn này. Đấy là cái nhận thức và kinh nghiệm của tôi là như vậy. Thưa luật sư Hà Huy Sơn, sau đại hội Đảng 12 và cái nhận thức của tôi là như thế này: kiêu ngạo, ganh tị, tham lam và ngu dốt là bốn đốm lửa, chúng sẽ thiêu cháy con người cộng sản. Luật sư ở trong nước không mất quê hương, luật sư vẫn ở trong nước, ngay trong nước Việt Nam mình, nhưng luật sư mất nhiều lắm. Chúng tôi ở hơn hoặc gần 5 triệu người Việt Nam lưu trú trên toàn cầu này. Chúng tôi không được ở trong quê hương. Bảo là mất thì cũng được đi, nhưng mà không mất đâu. Không mất đâu. Còn có những người trẻ khôn ngoan như luật sư Hà Huy Sơn. Phần nào chúng tôi mất ra một thời gian 40 năm chúng tôi không được nhìn thấy. Nhưng chúng tôi được nhiều lắm. Chúng tôi được nhiều lắm. Tương lai ước mơ chúng tôi vẫn còn mà. Những ai đến xứ Hoa Kỳ này nhiều người lắm. Những người bạn thân mến, tôi kể ra một vài tên luật sư biết: tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà văn Đại tá Phạm Đình Trọng, nhà văn Tiêu Dư Bảo Cự, thi sĩ lên miền Tây Bùi Minh Quốc, đều là những người chúng tôi đã gặp tại nước Hoa Kỳ này. Họ đều nhìn thấy sự thành công của người Việt Nam xa xứ mất mát như chúng tôi mà. Ngay cả những người cộng sản bây giờ cũng phải uốn lưỡi uốn từ
để đổi chúng tôi thành những kẻ gọi là ngụy. Bây giờ sang khúc chuột ngàn dặm. Mùa xuân năm nay, có lẽ tôi hỏi hôm nay cái chủ đề không biết làm sao chúng ta đi. Kéo tôi vào cái chủ đề cộng sản nhiều quá. Mùa xuân năm nay có gì vui, thưa luật sư Hà Huy Sơn, đối với gia đình ông, đối với cha mẹ, đối bên ông và bên bà, mùa xuân có gì vui không? Vâng, xin cảm ơn anh. Thì năm nay thì gia đình tôi hai bên nội ngoại thì cũng không có cái gì là cái biến cố cả, đấy là một cái điều rất vui cả nhà. Vâng, nhưng mà có điều gì suy nghĩ của ông, ước mơ của ông trong những ngày tháng sắp tới, những người thân chủ tin cậy vào ông không được gặp. Những việc ông làm, ông đi ra ngoài đảng, tôi không biết bao giờ đám dân phòng hay đám Conan nó sẽ đánh ông phù mỏ. Có điều gì ước mơ, có điều gì suy nghĩ cho về nghề nghiệp luật sư của luật sư Hà Huy Sơn hay không? Vâng, thưa anh, thì càng thời gian thì tôi càng cái tin tưởng là cái nghề của mình sẽ đóng góp một cái gì đó nhỏ bé cho xã hội. Mình làm những cái điều nó trung thực, khách quan thì cũng là cái nghề nghiệp để kiếm sống, với cái hay là một cái đóng góp cho cái sự tiến bộ hay cái dân chủ của đất nước. Và càng ngày thì bản thân tôi nhận ra là cái nhận thức của mình nó là đúng, và cái quy luật phổ quát là xã hội Việt Nam nó cũng sẽ tiến theo cái quy luật của các cái nước văn minh người ta đã đi. Cái điều đó là cái điều mà không thể là cưỡng lại được, nên có những cái sự mà mất mát phải trả giá để mà tiến tới một cái xã hội dân chủ văn minh, thì cái điều đó là một cái điều không thể tránh khỏi. Và đây là cái suy nghĩ cơ bản của tôi là như vậy anh ạ. Cuộc sống của luật sư, cuộc sống của những người đồng bào thân mến ở trong nước hay cuộc sống của chúng tôi tại hải ngoại này đều như là một con đường chạy tiếp sức. Biết giúp đỡ lẫn nhau chúng ta sẽ chiến thắng, thưa luật sư Hà Huy Sơn. Điều ông đã và đang làm, hay những người luật sư trẻ rất là thân mến đối với tôi, một niềm vui lớn nhất trên cuộc đời là tôi nghĩ được, và luật sư cũng như những người bạn của tôi nghĩ được là làm được những việc người ta nói là mình không làm được, luật sư đang làm được đấy. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Bay ngày hôm nay. Như thường lệ, đã có một lần và bây giờ tôi xin lặp lại nữa là trước khi chúng ta phải chia tay tạm biệt, tôi xin dành lại cho ông một đôi phút nữa. Ông có điều gì tâm tình với tất cả các người Việt Nam thân mến trên toàn cầu đang theo dõi chương trình của chúng ta, thưa luật sư Hà Huy Sơn? Vâng, xin cảm ơn anh Phan Đình Minh đã cho tôi có cái cơ hội để tâm tình với quý đài và tâm tình với người Việt hải ngoại trên toàn cầu. Thì cũng là nhân dịp năm mới thì tôi muốn gửi những lời chúc sức khỏe đến tất cả đồng bào người Việt hải ngoại, và chúc người Việt hải ngoại hạnh phúc và một năm thành đạt trong công việc. Và xin cảm ơn đại. Thưa luật sư Hà Huy Sơn, một ước mơ đẹp, và luật sư cùng mong muốn biến ước mơ thành hiện thực của một người luật sư. Nhưng đời chẳng bao giờ đẹp như mơ, mục sư đã vấp phải nhiều khó khăn, nhiều trở ngại để đạt được ước mơ của mình là giúp đỡ người khác. Và dường như ông trời, chúng tôi không đổ lỗi cho ông trời, nhưng nói cho đúng là Đảng Cộng sản cứ ném những khó khăn đó tới luật sư để ngăn cản luật sư đi thực hiện lương tâm nghề nghiệp của mình. Cuộc đời lúc nào cũng vậy, luôn đầy khó khăn, đầy thử thách. Với bất kỳ ai, cuộc đời cũng ném đầy gian nan vào những lúc mình gặp vấn đề. Nhưng thưa luật sư Hà Huy Sơn,
đừng để các cánh cửa đóng lại vô vọng trước mắt luật sư, đừng để sự khinh mạt, thói lọc lừa khốn nạn của Đảng Cộng sản và những gian ngoan của nó đè nát những ước mơ lương tâm của luật sư của ông. Phải rồi, xã hội mà, con người mà, họ có thể đánh giá luật sư qua diện mạo, đánh giá luật sư qua những điều gì luật sư có, những gì luật sư làm. Nhưng đừng bao giờ để họ cướp đi những ước mơ, những điều suy nghĩ tuyệt vời của ông ngày hôm nay. Hãy tiếp tục ước mơ, đừng bao giờ đầu hàng số phận. Chính luật sư, không ai khác, chính luật sư mới là người có quyền quyết định cho cuộc đời mình, chứ không phải sự suy nghĩ hay ánh nhìn, hay sự sắp xếp ác ý từ những người cầm quyền hay từ những người khác. Chỉ cần luật sư còn sống, thành công chưa bao giờ rời, chưa bao giờ rời. Đầu chương trình tôi có nhắc đến chuyện già trẻ chết, nhắc đến chuyện sinh lão bệnh tử. Đó là quy trình của mọi loài thụ tạo, không có gì bền vững, không có ai bất tử. Chúng tôi nhận được tin buồn là cựu thiếu tướng Đỗ Kế Giai, nguyên tư lệnh Việt Nam quân, quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đã mệnh trung tại Garland, Texas chiều ngày Chủ nhật 21 tháng 2 năm 2016, hưởng thọ 87 tuổi. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình từ cánh đồng mây Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài truyền hình SBTN, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, hệ thống YouTube Hoàng Vinh, nghị sĩ Janet Nguyên, tiểu bang California, xin thành kính phân ưu cùng tang quyến và nguyện cầu linh hồn thiếu tướng Đỗ Kế Giai sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. Chúng tôi cảm ơn, không quên cảm ơn luật sư Hà Quý Sơn đã thức khuya tâm tình rất là đặc biệt với chúng tôi ngày hôm nay. Tôi không biết sao chủ đề đã kéo sang chủ đề về Cộng sản. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Ngọc Minh, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn, Dallas 1600, Đài truyền hình SBTN, tất cả các diễn đàn, bạn và những người thân mến, anh Hoàng Vinh, anh Việt Hải, anh Tâm Mãn, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt luật sư Hà Huy Sơn. Xin chào tạm biệt quý vị. Quý vị vừa theo dõi chương trình từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và luật sư Hà Huy Sơn. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Xin giữ non sông, khó phải cầu thề.
nhiều, anh bay xa mãi, từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà. Anh ra đi chưa quên vòm trời, anh ra đi mang theo tình người, vút đường mới thôi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương với những chim xưa sẽ bay về dừng lại mùa vui. Dừng lại mùa vui.